Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng cho các bác duy nhất, còn duy nhất của em nồi hàng Mỹ siêu phẩm các bác, đường kính 28 sâu 11, giá 1 triệu này, đun từ mã số 5 ngày mùng 10, đun từ các bác nhé, siêu phẩm luôn, hàng Mỹ này, make in USA. Hàng em vừa về đấy, hàng Mỹ chỉ có mấy con thôi, vừa em đăng lên 4 con này em bán hết rồi, còn duy nhất một con này Make in USA các bác nhé. Đấy, hàng rất dày và lặng luôn, lặng rưỡi luôn các bác nhé. Đường kính 28 sâu 1, để mà nói một nồi hàng Mỹ mà có những cái dòng nồi đường kính rộng như thế này ấy, rất là hiếm các bác ạ. Mà lại đun được từ nữa. Bác nào chốt em này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 nhé. Hàng rất là độc lạ hiếm luôn, hàng Mỹ dày lặng, đun từ được các bác nhé. Đường kính 28 sâu 11, 1 triệu cộng với lại tiền ship, cộng thêm 30.000 thôi, còn đâu thiếu đâu, bên này hỗ trợ ship các bác nhé. Cọc đi đơn, cọc trước em 100.000 các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác ở các video này.